Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lực lượng thanh niên xung phong lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy lực lượng thanh niên xung phong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của cấp trên hàng năm đều ban hành nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của năm và các chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế để chỉ đạo các cơ sở đảng thực hiện gắn với chủ đề năm của thành phố. Tiếp tục thực hiện hoạt động sản xuất tự túc, sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tận dụng tối đa tiềm năng đất đai, cơ sở vật chất và nguồn lực đang quản lý. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đề nghị thời gian tới, Đảng bộ lực lượng thanh niên xung phong tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác xây dựng Đảng, thực hành tiết kiệm, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ xã hội tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động công ích đoàn kết năng động sáng tạo để hoàn thành mục tiêu đã đạt ra